Bây giờ mình đi vào nhà mình lấy mấy cái bịch các bạn. Mình lấy mấy cái bịch, giờ mình đi ra ngoài mình bỏ vô. Mình cho vô cái bịch để mình đem về. Đó. Đây, bây giờ chờ mình chút nha. Cái này. Này sáng bắt tưới chưa? Chưa tưới hả? Khoan thử một miếng này. Cái này mình coi củ cải đồng nhất vô nhị là mình. Ô, mang ơi. Xuất ra. Mọi người thấy cái củ cải nhà của ba của Mai vừa uống trồng không? Độc nhất vô nhị nha, có một cây màu, ủa có cây màu thiệt hả bạn? Nhổ rồi tính để cây nó giống ngoài trà thấy nó chẳng thấy nó. Không ra hoa. Hoa nó ung tùm người ta chứ. Nãy giờ em dòm nó, hình như lá củ dền quá, mà hình như lá củ dền nó đỏ. Oh my god. Biết quan. Con nhớ là xà lách này bữa mua trong chợ Mỹ rồi nè. Bác tìm 3 năm nay mới ra cái giống này. Uh-huh. Mua hột nó vẽ hình như vậy mà trồng nó không ra. Dạ. Yeah. Có cái bà Mỹ kia tự nhiên bà trồng 2 cây mình thích mình hỏi. Uh-huh. Bà bảo bà mua giống nó ương sẵn thì bà trồng bảo vậy thì trang hơn. Để giống luôn. Lấy cấy năm nay cấy. Ủa nhưng mà năm nay bác kiếm có được giống chưa? Có rồi hả? Vậy làm là mình để cho nó ra hoa hả? Ừ, thì cái giống đó là để bà cấy 2 cây, bà cho cây này thì làm giống đó. Giống này mình để nó ra hoa này về phải rửa cái nó chứ. Dạ. Ủa rồi cái này bác lúc bác trồng á là nó ra hoa mình lấy hột hay là sao mà nó nhảy ra được gì? Thì lúc ra hoa mình lấy hột mình làm giống thì mình mới gieo ra vậy. Dạ. Nhưng mà nếu như nó ra hoa là phải mới mốt rồi nó bó ra như cái bắp á. Ồ dạ. Mới mốt thì nó đang bó dần. Ủa mà nó bó thành cái bắp thì làm sao nó có hoa? Thì đó thì nó ra tới đấy thì bắt đầu bên trong nó mọc hoa ra, nó bó rồi nó bán ở chợ á. Dạ. Nó bán chợ như gần như cái bắp cải mà nó. À, nó hơi che vô nhau thôi ha. Nó không bó được như cái bắp cải. Dạ. Cái không? Thì bên kia có cây cà nữa các bạn. Đó, ở bên đó có cây cà. Con á, khoái làm vườn lắm. Chồng mà được như vậy là mê lắm. Thôi được rồi bác ơi, nhiều quá rồi. Đi hái rau má. Dạ, mỗi thứ một chút là. Rau má thì thằng ngập. Dạ. Đó. Có thích ăn cái lá cải nào? Cái lá này con thật sự là con chưa biết ăn lần nào luôn á. Dạ. Đó các bạn coi mình thu hoạch được một mớ luôn. Một bịch của chị Tâm Mì, một bịch của mình. Nha, với bác bẻ cho mình thêm miếng salad nữa để mình về mình ăn bánh xèo. Đó, các bạn thấy không? Mà cải đó mình tỉa hết cái lá bự rồi đó. Cái vài bữa nữa nó sẽ lên lá bự tiếp. Cái trái này nè. Thấy không? Cái trái này không? Ừ, trái mướp, hai trái đó trái giống à. Con mướp cắt mấy cái mấy trái cho nó già. Trái này cắt. Giống à? Không. Tớ để dành cho nó với chị mà để nó quá già luôn. Cái trái trên kia nó giống già. Cái này hả? Trên đậu chị á. Già quá đừng cắt chị. Già quá để giống luôn đi. Không giống. Dạ. Cả già cả non, cái này còn ăn tốt à. Dạ. Đây này hai ba trái nó vừa ăn. Cái này thôi khỏi cho ở nhà ăn được. Cắt hết đó. đưa ba cắt rồi. Ủa không cắt cho mấy chị mà nó non quá, nấu non về vừa ăn đây. Hồi cái này ăn lẩu bỏ vô nhúng cũng hết sảy. Đây. Cái vàng này, ủa bác, cái vàng này khi mà nó già rồi mình có cần cuộn nó không? Thì mai không cuộn nhưng mà cắt hết dây. Ồ. Cái này vừa hai trái mướp. Bốn trái hả? Ừ. Chạy giao cho ba nè. Đó. À. Thêm được mớ mướp nữa. À, mướp về xào gan mề. Cái gì? Mướp xào gan mề nha, săn gan mề gà. Các bạn biết không, thấy vậy chứ nhiều lắm á, mọi người mình mà
Nếu như mình dọn hết cái dây này á là nó rất là nhiều trái luôn á. Tại vì cái lá nó to đó. Rồi cái màu. Rồi cái màu xanh đó các bạn, cái màu xanh nó giống nhau á. Cho nên nhiều khi mình sẽ không có thấy được cái trái mướp đâu mọi người. Đó, mọi người thấy không? Quá trời luôn. Em thấy đằng kia có con trái rồi. Dạ. Này có con trái. Trái này bé quá. Ừ, bé cắt luôn. Dạ. Cắt ăn càng bé nó càng ngon. Ấy chết rồi. Ủa trái mướp này đẹp quá các bạn. Vừa ăn, trái này vừa ăn, nhìn ngon dễ sợ. Con thấy đằng kia có con trái rồi bác. Nó nằm ngay gốc á. Bây giờ nó lại nó hết lớn rồi. Dạ. Bác thì ăn được cái trái nào cứ cầm về ăn. Dạ. Là tuốt con kia bác. Ngay ngay. Thì nó tiệp đúng rồi, nó tiệp màu. Dạ nó tiệp màu á, mình sẽ không thấy. Nhưng mà tới khi mình cuốn dây rồi bắt đầu mình sẽ thấy nó. Đúng rồi, đây này cái trái này đâu phải để giống đâu mà tới hồi nó thành ra để giống. Ồ nó giả dạ luôn. Ai đó mà không thấy. Đó nè các bạn thấy không? Cái trái nè, cái trái. Đi ra đi vô hoài ngày nào cũng dòm thấy nó, lúc mai nó lên YouTube nó. Ồ nó giả dạ, dễ sợ luôn. Đây nữa là bác đang trái nữa nè bác, trái bầu. Ý cái là trái bầu bác ơi. Không ăn luôn bây giờ nó cũng lạnh rồi nó. Không trái đó trái mướp nó để cắt. Hả? Trái này trái bầu bác. Ờ còn trái nhỏ trái bầu. Yeah. À chibi đào. Chibi đào năm nay cũng mất mùa. Không có trái hả? Trái nó mình không bao giờ xịt thuốc sâu nhưng mà tự nhiên nó con nghĩ là do phân nó càng là hết phân á. Không phân bón gì mấy. Không ý là phân không. Hữu cơ á, ví dụ như mấy cây cái lá này nè bác. Nó có mấy con gì ở trên cây bạch đàn này xuống hút chứ. Bùi xít cả. Nó hút lên chích nhựa hết cây bí đao cũng kêu. Vậy cái thành quả này. Đây. Đó. Trời ơi cái trái bé xíu xíu. Chẳng ổn gì chưa, lên lạnh rồi nó cũng chả lên, ăn được trái nào cứ được lấy ăn. Ồ các bạn cái này là mình xào ha. Trời ơi xào hết sảy luôn mọi người. Cái này ăn lẩu bò cũng ngon đấy chị mày. Cắt khoanh ăn lẩu bò bỏ vô nhúng hết sảy. Rau má kìa. Rau má. Rau má hả? Ok. Cầm máy cầm cái cây này đi nó hơi rung. Nè thấy không? Thấy nó rung không? Cắt không? Vô cắt đi thì cầm chứ. Thôi để bác cắt đi. Bây giờ cái này thì ngắt về cho hai đứa lượm cái này. Dạ. Này. Dạ. Ủa nó tay bứt rồi ba. Cái gì? Nó bứt. Cái đó bứt mà. Thường rau má sẽ bứt gì nè. Quay chị. Đây. Thêm mì đâu? Bứt rau má cho thêm mì này nha. Ê, em nói chị, bứt rau má mà tưởng tượng là đang giận người yêu hay là giận chồng gì đó ra nóng vậy nè, giật. Ăn thấy mì. Mì, ít chết mẹ. Lên gốc luôn rồi. Nè chị. Ủa, hôm bữa chị thêm mì hỏi ba cái rau má này trồng sao nè, ba nói cho chị nghe nè. Chị đấy chứ, mơi mốt rồi. Chỉ cần... Bây giờ nó hết mùa. Vậy nè, chỉ cần bứng cái này nè, xong rồi cho xuống đất thôi. Rồi nó mọc. Cho đặt xuống đất thì nó. Nhưng mà ý là qua mùa đông mà mùa kia lại trồng khác à? Mùa hè mới trồng được, còn mùa đông là nó chết luôn. Kêu chị tới qua mùa hè thì là chị dứt cái đuôi nó ra coi. Mày bỏ cái chùm đó đi mày. Mày rứt rau mày làm như giống như là gì bom đạn mày làm mày ơi. Bữa nào qua mùa hè thì đãi ba chầu nhậu này ba sang ba cấy cho. Thấy mày nghe chưa? Chị ta mày nghe chưa? Nghe bác nói chưa? Đáng chào nhau thôi là qua chồng rau má cho kìa thêm mì. Quá trời. Nhớ nó như vậy nè. Bác nông dân này dễ chết à. dễ gọi là gì dễ xin học việc cũng chết à. Oh my god, cái này phải là ngồi đây là cắt này bộ đẩy rồi ngồi à. Cái vụ ngồi mà lực lét ở mới là quan trọng chứ cắt như vậy là nó đơn giản quá. Mà tự mình ở gần mấy cái nhà này quá thử ra nó cái cây bà. Mấy cái cây này nè. Mấy cái cây này nè. Nó rụng xuống á mọi người. Ủa công tử đâu nó giao cắt chứ ai vậy? Tay có bứt gì thế trời. Bứt nhưng mà biết bứt thì cái lá nhỏ nó còn mà chị ăn nè. Nè chị thấy không? Khi mà chị bứt là nó còn có nó dứt cái đuôi này lên nè. Cái vấn đề là ngồi nhặt rác nó mệt nữa nè. Má mày nay đi làm đúng là má mày nay được nghỉ. Mày ngót mà đi làm trời.
không cho vẫn vẫn đi làm. Không cho nghỉ. Ý có cây cải chua nữa nè, bác có cây cải chua nè. Biết cây đó nữa. Dạ biết. Ông xã con á, ông mê cây này lắm. Dạ. Sang năm nhân giống cho. Dạ. Mà con xin được hai cây bé xíu rồi nè, con trồng bé chết ngắt. Không phải nó không chịu đất cái sao nó chết ngắt luôn à. Nó dễ lên. Cái xong chết ngắt luôn rồi. Năm nay con không có ăn luôn. Sang qua năm coi có gì kiếm cho. Dạ. Nè các bạn coi ngồi gai này, ngồi gai của bác nè. À. Ngò gai thì dễ lắm các bạn đừng có sợ. Có nhiều người họ cưng, họ bưng vô nhà. Thì mình nghĩ là bưng vô nhà để ăn mùa đông thôi, chứ thực sự là nó sống được. Mùa hè nó mọc lên lại, với phần nó có hột nè mọi người. Nó có hột nó rụng xuống là năm sau nó lên rất là nhiều. Mình cứ chừa cái cây lại là nó sẽ lên. Đúng là nông dân thứ thiệt. Dạ. Con nhà lông. Con nhà nông lắm, giống lông của giống cánh à. Tại vì á hồ ai coi nhà tông con nhà lông. Con á hồi xưa là con lúc còn nhỏ mà mẹ con bả đi lên Sài Gòn lập nghiệp á, cái mẹ con mới bỏ con ở lại với bà ngoại, cái theo ông ngoại ra ngoài vườn á, cái rồi bà ngoại chỉ cái này ông ngoại chỉ cái kia, con cũng biết được chút đỉnh rồi xong gặp ông Minh này. Dạ khi gặp ông Xuân này. À, con gặp anh Xuân là lúc đó là mẹ con ở Sài Gòn, mẹ con ổn định rồi. Cái bắt đầu cái mẹ con mới rước con lên thành phố ở. Rồi cái con mai đồ với mẹ con á. Rồi ngang thấy ông mê. Dạ cái ông này đi về Việt Nam chơi, cái em đi về ông bán gà nồi chứ. Cái ổng về Việt Nam ổng chơi, ổng thăm má ảnh á. Cái em của ảnh mới mua căn nhà ở Thủ Đức. Cái xong đợt đó là có cái bà khách quen ruột của mẹ con á, thì bà em của ổng mua cái nhà kế bên cái nhà cái ông bà khách ruột của mẹ con đó, cái bà đó bà mới thấy vậy bà mới chỉ giới thiệu. Trời, bà nói là mê luôn. Dạ bà giới thiệu, bà nói là để giới thiệu cho cưới vợ chịu không, cái xong cái dẫn ra cái thấy gặp con cái khoái luôn. Thôi nhiêu được rồi chưa, nhiều quá. Nhiêu được rồi ba. Lên đây nhặt rác đi. Chị Chi đang live stream. Đang live hả? Okay. Dạ ông xã con bảo lãnh con qua được gần 2 năm, tháng 10 này nữa rồi con được 2 năm rồi. Mới có 2 năm mà sao lanh với. Dạ chắc tại con lanh từ trong trứng nước. Với mà bác biết sao không, nói giỡn thôi chứ con ở Việt Nam con bán giải mà. Cho nên con tiếp xúc với người nhiều á, rồi cái con quạt bác con lanh. Rồi bây giờ tới bắt đầu cái phần lựa rác. Tấm cám nhặt rau má nè mọi người. Đó, bây giờ bỏ mướp vào về chia tài sản, chia với chị Tâm Mì. Quá trời luôn. Cái lần này á cũng giống như cái lần mà đi qua nhà anh Tư vậy đó. Qua nhà anh Tư cũng hốt đồ quá trời luôn, đem về ăn. Lần này cũng y vậy luôn. Cái này về hả phải ăn cho nó hết chứ để nó hư uổng mọi người. Lần nào đi chơi về cũng cổ bịch kìa các bạn ơi. Cái này mình cắt đôi ra để mình để cho nó gọn. Bạc Hà này về nấu canh chua hoặc là xào. Bạc Hà xào ăn
À. Một bịch, bịch hay là gì đây? Ồ, bịch này bịch salad. Salad. Còn cái mướp này chắc phải cho hai bịch đi. Chứ một bịch nó nặng quá sắp không nổi. Thôi thôi, hay gì cháu không có xuống đây. Mét nè, đang mét nè, đang xoay dễ, không có đụng cái đầu cho mà mét nè. Mét hả? Mét u đầu hả? À?